sau đây mời các bạn nghe bài viết Nguyễn Tân Dũng sẽ lập đảng mới và Việt Nam không thể không có Dũng bài viết của tác giả Nguyễn Quang đăng trên Việt Báo nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dạn nứt trầm trọng từ nhiều năm qua nhất là từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 nay từ ngấm ngầm sang bạo động công khai giữa các đồng chí thuộc phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng không như các nước dân chủ nghi trường là chiến trường vì cộng sản xây dựng chính quyền trên nòng súng nên giờ đây súng đạn được dùng để giải quyết ai cướp được chính quyền không nắm được chính quyền thì cũng là một thứ siêu quyền lực đất nước đang trong tình trạng loạn sứ quân mạnh ai tự lo bảo vệ vì không biết thần đảng cũng như thần chết đến gọi bất cứ lúc nào nhất là những kẻ đang hưởng bộc lộc của dũng nhưng vì một phút ngã lòng mà phản bội lại dũng thật ra dũng cũng không đến nỗi tệ như vậy để khi trả thù thuộc hạ, tính khí của Dũng rất phe play. Nhưng chính những kẻ trung thành với Dũng buộc phải ra tay khi phe của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng đưa họ đến chỗ đường cùng. Phe của Nguyễn Phú Trọng rõ ràng là lệ thuộc vào sự chỉ đạo của Tàu Công. Cụ thể là chuyến đi cầu cứu quan thầy của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn, Nguyễn Sinh Hùng trước đại hội đảng. Hùng vốn thuộc hạ của Dũng và là người đã từng quỳ dạp người xin Dũng tha mạng. Nỗi nhục này đã khiến Hùng tìm cách trả thù qua sự cấu kết với trọng để lật lại dũng giờ đây với chuyến đi của bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch tướng lên từ bản giấy tiếp theo là thủ tướng nguyễn xuân phúc tên gọi là bảy phúc dịch sang chữ hán là thất phúc tất cả không ngoài những phương cách thực hiện các chỉ thị triệt hạ những đồng chí thân mỹ nhất là những đảng viên yêu nước qua cái gọi là đa hổ diệt ruồi nhưng thực chất để người việt giết người việt khiến tiềm lực quốc gia mất đi dễ dàng cho việc trung quốc sẽ tôn tính việt nam phe của nguyễn tấn dũng không phải là phe thân mỹ nhưng họ biết rằng chỉ có mỹ và phương tây mới có thể cứu việt nam thoát khỏi tàu cộng trong đó có chính họ và qua con đường này mai sau việt nam mới có tương lai song phương cách thế nào để các đồng chí tồn tại sau khi người dân việt nam có tự do dân chủ vì không ai lường trước việc trả thù của người việt cũng như tàu các đồng chí không thể tất cả cùng qua mỹ để tị nạn trước sự bế tắc của đảng cộng sản hiện nay cả về đường lối và con người không còn ai khác họ phải cùng đi đường với nguyễn tấn dũng họ quá lo mà quên rằng chế độ sau cộng sản sẽ xây dựng trên một nền tảng nhân bản và pháp trị bà dũng có thể đứng đầu làm người tử tế với việc thành lập đảng đối lập cả thế và lực hiện nay của dũng đều dư đủ thực thể là một đối cực mạnh mẽ so với phe thân tàu của Nguyễn Phú Trọng, nhưng bài học trong lịch sử của riêng dân tộc Việt Nam không có sự khởi đầu nào mà không từ sự kết thúc, nghĩa là đều phải trả giá bằng đau thương và mất mát. Những phát súng khởi đầu từ quân khu 2 với cái chết đột ngột của tướng tư lệnh, một người phe dũng trước đây sau theo trọng, cùng ba cái chết của các quan đầu tỉnh Yên Bái, vốn là trung thần của Dũng nhưng đầu thú với trọng vào những phút cuối của đại hội 12 một tâm lý bất an chung đang đổ xuống các đảng viên cao cấp không có một ủy viên trung ương hay bộ chính trị nào cảm thấy an toàn thật là như thế và đã có đề nghị bổ sung bảo vệ khẩn cấp cho các yếu nhân tại quốc hội ngoài ra còn phải kể đến phe Trương Tấn Giang và Nguyễn Công Khế báo thanh niên trước đây muốn hạ dũng để lên tổng bí thư nhưng nay không được thì cả nước cũng đã tạm dung nửa đất phía nam đó là mộng của sang nhưng thực thể có một thế lực mạnh mẽ là của nguyên bí thư lê thanh hải sau mười năm chấn giữ thành hồ gọi là cánh anh hai trước đây cũng cấu kết với trọng nhưng sau khi bị mất ghế bí thư thành ủy đã trở về thủ thế và liên kết chặt chẽ với tàu cậu qua ngã chợ lớn trước những đòn của trọng nay mai để gọi là bình ổn phía nam mục tiêu là hốt tài sản vì gia đình của y và phía vợ có nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa rất giàu có bậc nhất xài thành hiện nay. Tất nhiên, công an không thể không trung thành với Dũng. Những tướng công an không theo Dũng chẳng khác nào như ông Lý Quang Diệu phát biểu, chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ, vì đó là từ lộ. Nguyễn Tấn Dũng xuất thân và trưởng thành từ công an. Do đó, sự gian nứt giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang là con đường tất yếu mà người nhắm vào chức tổng bế thư thay thế trọng nay mai là Đinh Thế Huynh hiện là thường trực ban bí thư đang có dấu hiệu đang tìm mọi cách đánh đổ từ từ trần đại quang đã xuất hiện những thông tin rộ lên về những chuyện gian dối khai man lý lịch của quang từ năm sinh 1950 đã sửa lại thành 1956 nhỏ hơn cả tuổi em của quang là bí thư tỉnh ủy thái nguyên nơi có bỏ đá quý vivon fram đứng hàng thứ nhì trên thế giới lợi nhuận thu vào mỗi năm gần vài ba ngàn tỷ mà sân sau đó là của gia đình Nguyễn Tân Dũng. Cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang rồi đều sẽ trắng răng vì với Quang, vì Quang là kẻ biết ngọn nguồn các thói hư tật xấu của đối phương, như chuyện hủ hóa của Sang, đầu hàng địch của Khế, hối lộ sang nhà cửa của Trọng ở Sipucha, tượng hồ bằng vàng nặng 50kg do Phọc Nô Sa tặng, bàn tay giết người rắn giết của Trọng nghĩa là quang biết người và dám giết người ngay cả giết chính mình để làm con người mới cho xứng đáng danh vĩ đại chi tiết là tướng quang có khuôn mặt mỏng quá tuy trái tay tốt nhưng không biết trở tay kịp với nghìn tay ngàn mắt của hoa nam tỉnh báo cục cái chết qua những lời đồn đoán của chủ tịch vinalai ông dương trí dũng bị thủ tiêu trong trại giam quảng trị cũng đủ để làm cho các đối thủ của nguyễn phú trọng phải ớn lạnh đến tận sống lưng dương trí dũng đã bị nguyễn ba thanh vào chạy giam dù ngon ngọt để khai báo ngọn nguồn nhằm triệt hạ nguyễn tấn dũng với sự đảm bảo của trương tấn sang lúc đó là chủ tịch nước sang hứa sẽ ký giấy tha tội chết thế là họ dương khai báo tất tần tật nào là thượng tướng phạm quý ngọ nhận tiền như thế nào đến trần đại quan nhận tiền ra sao khiến quý ngọ phải chết để bịt đầu mối và nay trương tấn sang không còn làm chủ tịch nước nữa nhưng quang tất nhiên là dương trí dũng đã phải chết đúng quy trình trời bất dung gian cho phe cánh của trọng khi ra quân đà hổ diệt ruồi theo bài bản của trung quốc song bối cảnh việt nam bây giờ không giống tàu thời cải cách dụng đất đó là khi trọng đụng đến con dây tế thần trịnh xuân thanh phó chủ tịch tỉnh hậu giang đã bị vụt khỏi tầm tay thanh đã tẩu thoát và lộ lộ phía sau đương kim bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh hiện nay là đinh la thăng người đất rừng đỡ đầu cho thanh tại công ty dầu khí đinh la thăng được dư luận cho là thân mỹ theo nhiều tài liệu là con rơi của đinh đức thiện thượng tướng bộ trưởng bộ năng lượng đồng thời cũng là em ruột của lê đức thọ trưởng ban tổ chức trung ương họ đinh cũng là sự trở ngại của giấc mơ bá quyền phương nam của trương tấn sang có dấu hiệu sang đang tìm mọi cách hạ bệ đinh la thăng để đưa người thuộc phe cánh mình nên sau chuyến đi nghỉ dưỡng ở châu âu vừa về sang đã lên tướng binh vực trọng với lời kêu gọi ủng hộ cách mạng quyền lực của trọng một lúc sẽ bắn được hai con chim Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Nhưng có lẽ Trương Tấn Sang đã quên cơ ngơi miền Nam, một thời lũng đoạn trong tay anh em Phan Đình Khải, Phan Đình Dinh, Phan Đình Đồng, vì mọi mục tiêu bá đạo thay đổi họ thành Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Trí Thọ, Đinh La Thăng và Đinh Thế Huynh, có mối dây liên hệ đặc thù, huynh huynh đề đệ, do đó sau mười 12, được đưa vào như người tin cần của Bắc Hà đánh bật phe cánh anh hai, mà tưởng chừng không ai bứng nổi. Chính Lê Thanh Hải cũng quá đỗi bất ngờ đến bật khóc trong tiêu núi, oán hận chỉ có bọn tham quyền cố vị chỉ cho rằng Bắc Kỳ mới có lý luận bài học miền Bắc thống trị miền Nam đã ăn sâu vào trong máu cộng sản vẫn còn đó. Anh hai Sài Gòn ngậm ngùi buộc phải rời khỏi chức vụ đầy uy quyền với một giang sơn. Hãy nhìn về hướng cần giờ, đó là lãnh thổ đất đai của dòng họ Lê Trương mới tiếm được lúc cầm quyền. Chính sách ngoại giao hiện nay vẫn là của Phạm Bình Minh, nhân vật thời Nguyễn Tân Dũng. Với chính sách đu dây, há miệng, bất chiến tự nhiên thành, giặc vào nhà là có láng giềng kêu, chủ nhà vẫn im tiếng. Và nếu nói như chủ tịch nước Trần Đại Quang là tất cả cùng thua nếu xung đột Biển Đông. Lịch sử xưa nay hiếm có tướng nào chưa ra trận, đang nghĩ sẽ bị giết. Tại sao không dám nghĩ đến lời khuyên đối với Trung Quốc? Hãy về mà giữ nhà mình với đập tam hiệp dễ vỡ toang bất kỳ lúc nào khi nước dâng cao thật thảm hại cho cả một dân tộc này với những người lãnh tụ không do dân bầu chỉ đủ tầm quanh quẩn ao nhà chính sách đối nội cũng bắt bớ đánh đập người yêu nước bất đồng chính kiến đặc điểm hơn cả lê long đĩnh trong việc phá chùa chỉ một đêm chùa liên trì đã bị san đổi thành đống cho tàn đổ nát chưa có một thời nào phật giáo bị pháp nạn như dưới thời cháu nội hồ sĩ tạo là Hồ Chí Minh và cũng có chưa một giai đoạn nào trong lịch sử Phật giáo bị đánh tan tác, chia rẽ trầm trọng như hiện nay. Một thời thương tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu quay lại nhìn thật thảm hại bi thương. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiễm mặn và nguồn nước hoàn toàn lệ thuộc vào thượng nguồn từ những con đập của các nước liên quan thuộc Hiệp hội Sông Mê Công. Chỉ nghĩ đến quyền lợi cục bộ riêng của vùng mình hay vì những mục tiêu phục vụ các ý đồ chính trị một vừa lúa miền Nam trong cơn trong cơn hấp hối cũng như dưới thời Nguyễn Tấn Dũng Cộng sản Hà Nội vẫn không có một chính sách để phát triển bền vững ngăn mực nước biển chặn đứng việc ngập mặn ngoài những câu khẩu hiệu tuyên truyền nhất thời nếu không nói phó mặt cho các giáo sư các nhà nông học vốn quen thuộc cả đảo Cần Thơ với những công trình nghiên cứu độc lập xong rồi vẫn xếp hồ sơ hãy đợi đấy như tiếng kêu trên đồng vắng giữa rừng u minh bất tận và cả nguồn nước sông Hồng cũng vậy với những toàn tính, với những con đập ngăn dưới nhiều danh nghĩa nhằm ngăn chặn dòng nước như luôn cuồn cuộn chảy, nói lên sức sống mãnh liệt của người Việt. Với vì thế, địa chính trị của Việt Nam trước những mưu toan thôn tính của ngoại bang, nhưng tiến trình thực hiện do nội ứng ở bên trong bởi những thành phần cơ hội vì danh lợi cá nhân, đố kỵ, hiềm thù. Chính phủ kiến tạo như danh thử của Nguyễn Tấn Dũng nghe thì rất kêu nhưng thực chất nó là vũ như cần. Ngoài những thích nghi vạn ứng để đón rác thải từ tàu, Việt Nam 70 năm dưới sự dẫn dắt của Cộng sản không chết được một con ốc vít đã biến thành một sân sau, một bãi rác thải vô cùng độc hại của tàu cộng. Trở lại tình hình chính trị Việt Nam đang diễn ra cái gọi là đảo diệt ruồi mang từ Trung Quốc về, để người Việt giết người Việt, nhưng chắc chắn Trần Đại Quang, Tô Lâm đã có bài học Trung Hoa về vụ án Chu Vĩnh Khang và đinh la thăng sẽ không như bạch hy lai và cuối cùng giang trạch dân sẽ thế nào thì mọi người đã rõ chính trường việt nam đã trở thành sân sau một bãi rác thải về chính trị của trung quốc người việt nam hiểu rõ trung quốc hơn ai hết và ngược lại tàu biết rõ việt nam thế nào đông chu liệt quốc tam quốc kinh dịch vẫn là những bộ sách kinh điển mà các nhà chính trị giữa hai nước lân bang thường dùng chuyến đi của các tân lãnh tụ việt nam sang bắc kinh như sự giữ lễ từ thời phong kiến để nhận chiếu chỉ và sắc phong từ thiên triều rồi ra cũng không khiến tỉnh hình bất loạn lạc vì nguyễn tân dũng vẫn làm chủ tình hình rổ rau trộn gồm 17 ủy viên bộ chính trị cộng sản hà nội hiện nay không thể là một khối thống nhất khi hầu hết là những kẻ phản phúc ăn cháo đá bát đang tập hợp lại để chuẩn bị cho một giai đoạn chia chác quyền lực tiếp theo máu đã nhuộm đỏ ba đỉnh đó là điều chắc chắn trước hết là nhuộm vàng với những tiêu đề nổi bật trên nhiều trang Facebook đã đặt dấu hỏi năm nay trọng lũ thu được bao nhiêu. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, trọng lũ nhận được bức tượng vàng nặng 50 kg loại 4 số 9 do Phọc Mô Sa Hà Tĩnh trao tặng. Cần biết, Phọc Mô Sa là một công ty Đài Loan nhưng có hơn 66% vốn từ Trung Quốc, tính ra tiền là 55 tỷ 550 triệu trong lũ còn nhận hai biệt thự Sipucha với diện tích 450m2 do tập đoàn Sipucha đến từ Indonesia trao tặng và sau đó trong lũ lại bán luôn với giá 115 triệu đồng một mét vuông nếu tính bằng tiền là 103,5 tỷ. Đó là người được gọi là trong sạch của đội Cộng sản Đảng trường Việt Cộng hiện nay. Nhưng Cộng sản Hà Nội vẫn tồn tại có phải là một thứ siêu quyền lực đang lũng đoạn Việt Nam? Đúng vậy. Ngắm siêu quyền lực này là đội ngũ khủng bố giết người tinh vi qua thông báo Đỗ Cường Minh là thủ phạm gây án sau đó tự sát. Vụ án khép lại, tưởng thế là xong. Nhưng dư luận lại rộ lên, Đỗ Cường Minh bị bắn từ sau gáy, đạn xuyên ra phía trước. Không ai là tự sát kiểu đó được. Vậy có bàn tay nào đứng sau, bắn vào gáy Cường Minh? Những ai liên quan, tất cả chìm trong, im lặng, bật tâm. Cả vụ thiếu tướng, quân đội Tên Xuân Duy đột ngột qua đời ở tuổi năm tư thiên la địa võng hệ thống chính trị từ trung ương đến thôn bản công an địa phương không sợ phe dũng hay cánh trọng trả thù nhưng sợ nhân dân trả thù nhân dân đang mai phục bọn chúng tất cả cán bộ cộng sản đều nơm nớp sợ bị trả thù vì việt nam ngày nay với một đảng trị không còn nguyên nhân sinh tồn của nhân dân nhưng nắm quyền để trục lợi cho cá nhân gia đình ba bốn phe nhóm vân vân nào cha con phùng quang thanh phùng quang hải anh em dòng họ Lê Thanh Hải biết bao nhiêu cơ sở kinh tài của Trần Đại Quang ở Thành Hồ, Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan, dâu khủng khiếp, tiền đâu mà có, ai lỗ rủ cho hai y thị, vợ con của Lê Duẩn với hơn 30 người con lúc y chết, 17 tấn vàng của Việt Nam đã chôn giấu nay còn ở đâu, hầu duệ của sáu dân ở nơi nào, cũng đất đai của Võ Văn Kiệt. Hầu hết các tỉnh ủy viên, quân ủy viên, giám đốc công an, phó giám đốc, Cùng các quan chức có uy quyền đều trở thành uy tư bản đỏ tiến đấu mà có song giàu nhất vẫn là nguyễn tấn dũng dưới sự bảo trợ của tàu cộng nguyễn phú trọng đã đẩy đại tướng đỗ bá tị sang làm phó chủ tịch quốc hội bù nhìn chẳng khác nào chặt cánh tay quân đội của phe ba dũng bản chất cộng sản là như vậy khi yếu thì liên hiệp hòa hợp hòa giải có tin từ nội bộ đảng trọng đã liên hiệp với dũng nhưng sau khi liên tổng bí thư đã đắc thắng và phá bỏ liên hiệp đó và ba dũng phải ra đi nhưng đàn em của dũng vẫn ở lại tình hình việt nam đang phải thay đổi nhanh chóng vì thế trận sống chết ngay chính trong nội bộ đảng cộng sản việt nam nếu kẻ nào nhát tay và châm chân trong tích tắc thì sẽ mất mạng nếu trọng thắng con đường việt nam sẽ là khu tự trị của trung quốc sẽ thành sự thật nếu phe nguyễn tân dũng thắng hy vọng còn có cơ may cho dân tộc việt nam ít ra là bước khởi đầu để thoát khỏi trung để thoát chung vì hơn ai hết Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang và phe cánh qua chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam. Họ cũng thừa hiểu ý nguyện của nhân dân Việt Nam là như thế nào và vấn đề là phương cách thực hiện để tránh đau thương, mất mát mà dân tộc này đã quá sức chịu đựng. Một thời gọi là hòa bình với trên 70 năm cộng sản cai trị, ngoài kia trẻ em tự tử vì quá nghèo bao người phải bán nội tạng vì không có gì để ăn hình ảnh người phụ nữ chết phải đắp chiếu chờ lòng thòng chân lòi ra đầu quẹo xuống trên xe máy những bờ biển chết hàng triệu ngư dân đang phải đối diện với cái chết gia đình tan nát kẻ nam người bắc phải phân tán chia xa để tồn tại một đất nước tan hoang bởi sự lãnh đạo lạc hướng ngụy tín dưới một học thuyết đã lỗi thời tôn giáo với những bậc chân tu khả kính vốn được kính kính trọng của dân tộc này dường như cũng đã lạc lối. Thay vì dương cây trượng dẫn dân đi qua biển chết thì họ lại đóng vai trò quá khiêm tốn của anh công an giao thông khiến nhân dân đến ngỡ ngàng. Hình ảnh ngôi chùa liên trì đổ nát thành một đống gạch vụn sau một đêm làm một thời Phật giáo là quốc giáo, nơi thờ kính Phật giữa trung tâm thành phố lớn nhất Việt Nam khiến chúng ta phải tự hỏi, vậy thế giới đang diễn ra như thế nào? nếu giải thích theo thế giới ý niệm của triết gia Plato Nguyễn Quang. Các bạn vừa nghe xong bài viết Nguyễn Tân Dũng sẽ lập đảng mới và Việt Nam không thể không có Dũng của tác giả Nguyễn Quang. Xin cảm ơn quý bạn đã chú ý lắng nghe. Xin được gặp lại trong các chủ đề có liên quan.